hết rồi. Này thịt ở đây. Cây bách to này đây. Cả nghìn năm tuổi trên núi đá. Hay là cho đầu này lên tí. Không cần đánh dấu siêu. Đó, để tìm này. Khi tiện thì mất đi một cái vấu khoảng 2 phân gỗ mỗi đầu. Ăn cục gỗ sâu. Đỡ bắn này. Em lộn ngược như lúc đánh giấy giáp này. Chuẩn ra đấy. Cái mặt của cái này mua gần nửa triệu. Ừ. Để nó không què ra như con cái này khác là cái búa cũng mấy hôm một què ra. Ừ. Tôi à. Không biết lại gì. Nghe không mà què. Cũng như thế thôi. Nhưng mà mình có làm gì đến đấy đâu. Anh chú cái này nó khác là cái này nó gã xuống thì đập cái lực đập. Lực đập nó khác. Quanh xe, quanh lại. Cái này phải có đường kê. Đấy, được đường kính 30, tốt. Dạ. Úi, vào lõi rồi đấy. Dạ. Hơi bị lệch tí. Công tác căn chỉnh liên tục được điều chỉnh để cho nó đỡ mất nhiều gỗ, lấy đúng tim. Đây là công đoạn anh em học nghề tiện muốn làm theo thì nhìn video nhá. Căn gỗ tay quay. Đây là một cục gỗ mục lát nhặt ngoài đường về, nếu mà tiện nên thơm dã man. Như mít, như mít, thơm ngon như mít. Mẹ ngủ cái đầu tiên thì còn sướng.
cám cho gà. Và nhiều tinh dầu. Hai phần nữa là hết. Hai phần nữa.
cảm giác mùi mắn ở mặt. Video quay công đoạn phá một chiếc chum phú quý gỗ bách xanh Mộc Châu. Đấy, quý vị và các bạn xem kênh thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, like, share để ủng hộ cho Chủ Trần Thịnh. Xin trân trọng cảm ơn. Kết thúc video phần 1 đến đây. Thank you for watching.